Đồng bào và các bạn thân mến, mời đồng bào và các bạn đến với chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mở đầu chương trình là phóng sự về phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp ở xã Quang Kim, huyện Bát Sát đang diễn ra rộng khắp ở từng thôn bản, từng hộ gia đình, các mô hình sản xuất mới xuất hiện ngày càng nhiều. Phần cuối chương trình là phóng sự giới thiệu về nét độc đáo trong trang phục của người Sa Phó và người Bố Y, là hai trong số 25 dân tộc ít người ở Lào Cai còn lưu giữ được nét độc đáo trong trang phục truyền thống. Mời đồng bào và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trước đây, gia đình anh Đinh Quốc Việt sinh sống ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Lấy sản xuất nông nghiệp là nguồn sống chính của gia đình, anh Việt chuyên sản xuất rau giống, cung cấp cho người trồng khắp vùng. Sau khi bị giải tỏa, được canh tác không còn, gắn bó với nghề làm rau giống, anh Việt quyết định vào thôn An Quang, xã Quảng Kim, huyện Bát Sát để lập nghiệp. Anh mua mảnh đất rộng 0,5 hecta, thuê máy săn gạt mặt bằng, mua đất màu về đổ thành khu vườn màu mỡ, lắp đặt hệ thống ngầm tưới nước nhỏ giọt để chuyên sản xuất rau giống từ năm 2016. Mùa nào giống rau ấy, cơ sở sản xuất rau giống của gia đình anh Đinh Quốc Việt cung ứng ra thị trường đủ loại cây rau giống, phục vụ nhu cầu trồng rau từ Bát Sát cho tới Bảo Thắng, Sapa. Theo anh Đinh Quốc Việt, nghề sản xuất rau giống không quá khó, cũng không mất nhiều vốn, cho thu nhập ổn định. Tuy nhiên, thách thức đối với nghề chuyên sản xuất rau giống chủ yếu là vấn đề về thời tiết. Do cây rau giống được ươm tại vườn và đến khi xuất bán vẫn còn khá nhỏ nên dễ bị thời tiết ảnh hưởng. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều không phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây con. Nhất là khi trời mưa bão lớn rất dễ làm gãy dập thân cây con, gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình. Chính vì thế, các bước khi bắt tay vào trồng rau giống, gia đình tôi đều phải xây dựng hệ thống lưới chắn để ngăn nước mưa làm dập, nát rau mỗi khi mùa mưa đến, từ đó giảm thiệt hại về kinh tế cho nông hộ. Để cây giống sinh trưởng và phát triển ổn định, đảm bảo chất lượng, trong quá trình sản xuất, gia đình anh Việt luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chọn giống, chăm sóc và ghi lại quá trình sinh trưởng của cây vào sổ theo dõi. Hàng năm, gia đình anh Đinh Quốc Việt cung cấp từ 3,5 đến 4 triệu cây rau giống các loại. Trừ đi chi phí, gia đình anh Việt thu lãi gần 400 triệu đồng trên một năm. Đó, nói chung về làm cây rau ấy, thì giữa tôi là không có nghề nghiệp gì. Bám trụ từ bé giờ là chỉ lao động. Mà lao động thì thành phần ở phía dưới vùng Bắc Cường là hiện giờ là hết đất. Thì bắt đầu là mới chuyển khai là vào đất Quang Kim này mua đất. Mua đất thì với điều kiện màu mỡ không có, mua đất đổi, san gạt tái tạo, chở đất về đây để làm màu. Làm màu thì với là cái bản năng của tôi là từ xưa tới nay là tôi làm cây giống. Thì giữa rau thịt và rau giống, thì rau giống thì nó có thời điểm vụ thu đông thì từ tháng 7 cho đến tháng 12. Khu vườn sản xuất cây rau giống không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình anh Đinh Quốc Việt, mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Huyên là người gắn bó với cây giống từ khi gia đình anh Đinh Quốc Việt làm rau giống cho đến nay đã được 4 năm. Em làm đất đầu tiên, làm nhổ cỏ sạch sẽ, xong sau đó là cuốc hố rồi bỏ phân, chủ yếu độc phân chuồng là nhiều. Độc phân chuồng rồi sau đó là tưới nước hàng ngày. Nhổ cỏ sạch sẽ, tưới nước hàng ngày phân bón. Chăn nuôi lợn đang trên đà phát triển, thì gia đình anh Nguyễn Công Hoan ở thôn Lảng Quang, xã Quảng Kim, huyện Bát Sát bị thiệt hại nặng nề do dịch tả lợn châu Phi. 5 tấn lợn đang chuẩn bị xuất chuồng thì dính dịch, phải tiêu hủy toàn bộ. Đã thế, việc chăn nuôi bị đình trệ vì không thể tái đàn trong vùng chưa hết dịch. Chút vốn liếng còn lại, cộng với số tiền hỗ trợ của nhà nước, anh Hoan xoay sang nuôi chim cút đẻ. Theo anh Hoan, việc nuôi chim cút lấy trứng cho hiệu quả kinh tế cao do chi phí đầu tư thấp, tốn ít nhân công và chim kháng bệnh tốt. Để nuôi 4.000 chim cút đẻ trứng thì chi phí đầu tư chuồng trại, thiết bị, dụng cụ và con giống hết từ 75 đến 90 triệu đồng. Sau 45 ngày trở lên là chim cút bắt đầu đẻ trứng và thời gian khai thác kéo dài từ 8 đến 10 tháng. Tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi người nuôi phải kiên trì, thường xuyên theo dõi sức ăn và các biểu hiện của bệnh để kịp thời có hướng xử lý. Nuôi chim cút này thì đúng mức ra là ban đầu rất là vất vả. Đấy, còn nó về cái sau thì cái hiệu quả của nó thì là có tiền ngay, nhanh. Đấy, coi như thu nhập thì cũng hơn là nuôi gà với lại nuôi lợn. Nhưng mà vất vả,
nuôi chim cút là tương đối vất vả, mà phải chăm sóc là phải thường xuyên là phải chăm sóc. Nếu mà không nom ròm là đến lúc mà nó chỉ ăn đói một tí này hoặc là kẹp chuồng là hay bị con nó chết. Mình phải chăm cho ăn đầy đủ. Bên cạnh nuôi chim cút lấy trứng, anh Hoan, chị Lợi còn đầu tư hệ thống máy ấp, vừa có giống chim cho gia đình, vừa cung cấp con giống chất lượng tốt cho khách hàng theo nhu cầu. Hệ thống ấp trứng chim cút của gia đình anh Hoan, chị Lợi đã hoàn thành và chuẩn bị ra lò đầu tiên chim giống. Trồng rau giống và nuôi chim cút chỉ là hai trong rất nhiều mô hình phát triển kinh tế của Quảng Kim. Phong trào sản xuất, thi đua sản xuất để chào mừng đại hội đảng các cấp thì đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch và triển khai đến toàn thể nhân dân trong toàn xã, như các mô hình trồng cây vụ đông, rồi là trồng rau giống, rồi là các mô hình chăn nuôi tổng hợp như nuôi chim cút, rồi là thủy sản để làm sao tăng thu nhập trên mỗi diện tích đất. Năng động và tích cực, nông dân các dân tộc Quang Kim đang hướng về đại hội đảng các cấp bằng những việc làm thiết thực. Đồng bào và các bạn thân mến, nét hoa văn trên bộ váy áo của đồng bào các dân tộc là sự thể hiện rõ nét nhất về phẩm chất của người phụ nữ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi dành thời gian để giới thiệu với đồng bào về nét độc đáo, đầy tinh tế trên trang phục của người phụ nữ Xa Phó. Người Xa Phó nằm trong thành phần dân tộc Phù Lá, thuộc ngữ hệ Tạng Miến, sống rải rác ở một số vùng núi cao của tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái. Ở tỉnh Lào Cai, đồng bào Xa Phó sinh sống ở các xã Nậm Xài, huyện Sapa, Dương Quỳ, Tăng Hốc, huyện Văn Bàn, Gia Phú, Bến Đền, huyện Bảo Thắng, Tả Phời, Cam Đường và Hợp Thành, thành phố Lào Cai với khoảng trên 2.600 người. Trang phục của người Xa Phó có sự khác biệt, dễ nhận ra với các dân tộc khác, đặc biệt là trang phục phụ nữ với hoa văn rực rỡ. Tất cả đều do bàn tay khéo léo của chính chị em làm ra. Đồng bào Xa Phó quan niệm, sự khéo léo của phụ nữ thể hiện trên nét hoa văn của mỗi bộ trang phục. Vì thế, ngay từ nhỏ, các bé gái đã được học cách dệt và thêu để tự may vá áo cho mình. Cho tới tuổi trưởng thành, người phụ nữ Xa Phó có thể dệt được rất nhiều mẫu hoa văn trên các đồ dùng. Thổ cẩm của người Xa Phó rất đẹp, có nhiều nét đặc trưng mang lại ấn tượng đặc biệt, nét văn hóa cầu kỳ. Gam màu chủ đạo là vàng, đỏ, trắng, xanh, tạo nên màu sắc rực rỡ ở hai phần chính là áo và chân váy. Cổ áo thường khoét hình vuông, thân áo được chia làm hai mảng, mảng trên từ cổ đến ngang ngực, mảng dưới chủ yếu là thêu hoa văn hình cánh bướm, hình mái tre và hoa văn rích rắc. Phần chân váy cũng được trang trí những hoa văn như trên áo, ngoài ra còn kết hợp với hình cây thông, hình ngọn núi, hình ngôi sao. Những nét thêu trong trang phục chủ yếu là về bức tranh thiên nhiên, gắn bó với đời sống của dân tộc chúng tôi, như là núi, đồi, sông, suối, cây cối và các loài hoa đẹp, thể hiện sự khát khao chinh phục thiên nhiên của con người, cũng như là tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn từ ngàn xưa để lại. Trang phục của người Xa Phó không chỉ có độ bền cao mà còn mang nhiều giá trị thẩm mỹ. Áo váy được làm bằng vải bông, ghép ngang từng khúc, mỗi khúc là một kiểu họa tiết với cách pha màu khác nhau. Những hoa văn này được phân bố khá đồng đều ở cả váy và áo. Hoa văn chủ yếu mang gam màu đỏ, trắng và xanh, nổi bật trên nền chàm. Đối với chiếc áo, hoa văn tập trung trang trí ở hai cánh tay và trước ngực. Hai bên cánh tay có nhiều loại hoa văn khác nhau. Thêu được một bộ váy áo mà mất rất nhiều công. Trước tiên là thêu phần thô theo mẫu đã định, sau đó đến phối màu, phần này mất nhiều công nhất, phải thật tĩnh tâm thì mới làm được. Để hỏng thì khó chữa lắm. Hoàn thiện được một bộ váy áo cũng mất khoảng một năm. Trước khi đến nhà chồng, người con gái Xa Phó thường được ưu tiên không phải làm việc nhà khoảng 3 tháng để chuẩn bị váy áo. Thời gian này là sự thử thách cũng như là dịp tốt nhất để thời con gái thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo và sự chăm chỉ cần mẫn của mình. Váy của phụ nữ được may với cạp chiết nhỏ, thân váy chất lại từ hai mảnh vải chàm được trang trí hoa văn cầu kỳ dọc theo chiều dài của váy.
Em đang cố hoàn thiện nốt bộ trang phục này để hôm cưới mặc cho đẹp. Mai kia về nhà chồng rồi, sẽ không có nhiều thời gian để thêu nữa. Vì thế em phải làm cố. Đây là bộ quần áo em rất thích và tự hào về nó. Sau này có con gái, em cũng sẽ dạy nó thêu để giữ gìn trang phục truyền thống của mình. Mùa xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa của khát khao về cuộc sống được tốt đẹp hơn, đang được người phụ nữ Xa Phó thôn Nậm Rịa 1 gửi gắm lên từng họa tiết trên trang phục truyền thống của mình. Thưa đồng bào và các bạn, nếu đồng bào Xa Phó hiện diện trong bộ trang phục rực rỡ, hoa văn với các gam màu chủ đạo là đỏ và trắng, xanh, thì đồng bào dân tộc Bố Y cũng khoe trang phục của mình với những nét riêng, độc đáo, đặc biệt là với chiếc mũ hình mái nhà. Không thướt tha như tà áo dài của người Kinh, không rực rỡ sắc màu như trang phục của người Mông, trang phục của người Pa Dí có những nét đẹp riêng, không lẫn với bất cứ dân tộc nào trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nhắc đến trang phục phụ nữ Pa Dí, trước hết phải là chiếc mũ. Người Pa Dí có cả một truyền thuyết về chiếc mũ. Truyền thuyết kể rằng, người Pa Dí xưa kia có cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng rất gắn bó. Vì không muốn xa con cháu, nên cả gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà lớn. Khi con cháu ngày càng đông đúc, nhà chật quá, nên phải tách ra ở riêng. Tuy nhiên, với ý thức nhớ về cội nguồn, phụ nữ Pa Dí đã làm chiếc mũ hình mái nhà để nhớ về ngôi nhà chung ban đầu ấy. Việc làm mũ khá cầu kỳ. Từ chiếc khăn vải, phụ nữ Pa Dí khéo léo quấn xung quanh một cái khung để tạo thành mũ, rồi trang trí thêm các hoa văn cho thật đẹp. Bên dưới mũ là chiếc khăn dùng để quấn đầu, khăn quấn sát trán cho tóc và phần trên của khăn thật chặt, khăn không bị xô lệch. Áo của người phụ nữ Pa Dí may ngắn, kiểu xẻ thân, ôm sát vòng eo. Nổi bật là mảng hoa văn bằng những chiếc cúc bạc nhỏ đính liền nhau, tạo thành đường chéo ôm thân người từ cổ áo xuống ngang hông. Cổ áo và cổ tay đều được đính hạt bạc, tượng trưng cho hạt ngô, hạt thóc, thể hiện mong muốn về sự ấm no trong gia đình. Vào những ngày lễ Tết, đối với dân tộc Pa Dí, dù là người già hay trẻ nhỏ, cũng phải có ít nhất một bộ trang phục mới đúng truyền thống của dân tộc để đi vui xuân. Trang phục của bọn chị là không thể đặt may ở đâu được. Nói chung là phải tự tay làm thôi. Những cái lúc nông nhàn, tranh thủ lúc nông nhàn, những ngày nghỉ. Một cái Tết thì nếu mà gia đình mà hoàn cảnh khó khăn nhất thì phải có tầm khoảng 3 bộ. Ít nhất là khoảng tầm 3 bộ. Trong khi trang phục truyền thống của một số dân tộc khác bị cải biên, mai một, thì ở huyện vùng cao Mường Khương, trang phục của đồng bào dân tộc Bố Y vẫn giữ được nguyên bản, truyền thống. Đặc biệt là trang phục phụ nữ. Một bộ trang phục của phụ nữ dân tộc Bố Y đầy đủ, cần phải có áo với hai loại, gồm áo trong và áo ngoài. Chiếc áo ngoài có phần cổ và tay được thêu họa tiết cầu kỳ như hình hoa, hình đôi bướm đối xứng. Một bộ trang phục của phụ nữ đầy đủ, cần phải có đồ trang sức. Đồ trang sức được làm bằng bạc, chạm trổ tinh vi, hình những ngọn núi nhấp nhô, những nương ngô vàng rực. Theo cái dân tộc của Tu Dí ấy, thì là phải có nhiều cái đủ các loại cái con vật thì là nó mới bảo vệ được cái sức khỏe của mình. Mình nếu mà làm tấp nập thì cũng phải 3-4 tháng thì mới làm xong bộ quần áo. Trước là mình tự khâu những cái tay này là mình tự khâu, tự làm xong rồi để sắm được bộ quần áo để đi lấy chồng. Dân tộc Bố Y quan niệm rằng mặc những bộ trang phục mới vào ngày Tết không chỉ thể hiện thành quả lao động vất vả sau một năm nỗ lực phấn đấu, mà nó còn có ý nghĩa to lớn, mang lại sự may mắn, sức khỏe cho một năm mới tốt đẹp hơn. Thưa đồng bào và các bạn, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong các chương trình sau.